Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thành phố Hạ Long. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy